Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hải Dương hiện được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vaccine COVID-19, nhiều nhất trong 13 tỉnh thành có ca bệnh. Dịch COVID-19 tại Hải Dương đang được kiểm soát và việc tiêm vaccine là một trong những giải pháp quan trọng để kiểm soát, khống chế và dập dịch. Mặc dù được tiêm vaccine, nhưng những người đã được tiêm vẫn phải tuân thủ các quy định, biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, theo tiêu chí 5K cộng với vaccine. Các cơ quan chức năng phải sàng lọc thật kỹ các đối tượng trước khi đưa vào tiêm. Các đơn vị chức năng của Bộ Y tế phải hướng dẫn Hải Dương và các đơn vị tiếp nhận vaccine, các quy trình từ vận chuyển, bảo quản, tiêm và sau tiêm để bảo đảm an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phân bổ cụ thể cho các nhóm đối tượng theo đúng quy định. Tỉnh sẽ tiến hành tiêm chủng từ ngày 8 tháng 3 và chia thành 2 đợt. Mỗi đợt cách nhau từ 1 đến 2 ngày và thực hiện kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Đợt 1 sẽ triển khai tiêm ở các địa phương, thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành và Nam Sách. Đợt 2 sẽ tiêm tại các địa phương còn lại trong tỉnh.